Chào toàn thể các bác, các anh em đam mê BCB trên mọi miền tổ quốc nhá. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em hai cái mẫu cây bơm tay cao áp và anh em dùng phổ biến nhất hiện nay nhá. Đây là hai mẫu bơm đang làm mưa làm gió trên thị trường các bác. Đấy. Thì để giao dịch được thành công và vui vẻ, các bác có thể gọi điện trực tiếp đến ba đầu số của shop nhé, để được nhân viên bán hàng tư vấn cho bác. Đấy. Thì không phải để các bác chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu chi tiết cho bác về hai mẫu bơm và một số phụ kiện nhé. Đây, không phải để các bác chờ đợi lâu, đầu tiên em giới thiệu cho bác đây là cái mẫu dây bơm nhé. Đây là dây bơm đồng hồ to, lọc ẩm to các bác nhé. Đấy, cái này bác nào ví dụ nó bác nào bị hỏng, bị hư dây bơm hoặc là đầu cái lọc ẩm, các bác không mua thì cái phụ kiện này giá chỉ có 250.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho em, lấy cho cái dây bơm đi. Cái này 250.000 các bác nhé, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho em. Đây là dây bơm đồng hồ to, lọc ẩm to nhé. Đấy. Tiếp theo, nếu bác nào dùng dây bơm bé, đồng hồ bé, lọc ẩm bé thì cái dây này chỉ có hơn 100 thôi, bao ship đến tận nhà cho các bác nhé. Lọc ẩm bé nhé, đầy đủ phụ kiện cho các bác. Đấy. Đây, ti bơm nhé. Bác nào ti hỏng, ti gãy, mình mua cái ti này giá chỉ có 100 hơn 100 kém thôi. Các bác nào mua theo bơm thì tính cho các bác giá mấy chục nhé. Đấy. Đây, ti bơm các bác nhé, ti đồng nhé, loại xịn sò nhé. Còn tinh cái loại ti inox, ti bằng nhôm ấy thì không tính tiền nhé. Đây, ti đồng là loại cao cấp nhất, đứng đầu bảng các bạn, giá chỉ có hơn 100 nhé. Đồng hồ áp, đồng hồ hơi có hết nhé. Đấy. Đây, tiếp theo giới thiệu cho các bác về cái cây bơm hôm nay. Đây là chân gấp các bác nhé, cây bơm chân gấp. Cái này là đồng hồ to, lọc ẩm to các bác nhé. Đây, đồng hồ to, đồng hồ dầu, lọc ẩm to nhé. Đấy. Con này thì là nhãn hiệu là Đại Bàng các bác nhé. Đấy. Thân bơm thì được làm bằng carbon các bác nhé. Đấy. Thân bơm carbon màu đen rất là đẹp, bền bỉ. Như các bác dùng, các bác chơi bình ấy, bình carbon là các bác biết đúng không? Bình carbon độ nén hơi là cực kỳ là cao và độ bền khá là tốt. Cái này thân bơm carbon cũng thế các bác. Đấy. Cái thân này là làm bằng carbon nhé, carbon. Cái này thì các bác bơm khá là nhanh nhẹn nhé. Đây, hôm nay hàng về số lượng ít nhé. Các bác nào mua thì cái này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 1 triệu, triệu hơn, triệu kém nhé. Bác nào muốn biết giá cụ thể gọi điện đến ba đầu số của shop nhé. Đấy. Tiếp theo giới thiệu đến cái cây bơm thứ hai. Cây bơm thứ hai là cây bơm Siongxin các bác nhé. Đây. Cây bơm Siongxin này các bác nhé. Đấy, có logo của nhà sản xuất nhé. Siongxin hàng cao cấp nhất hiện nay. Đây, cái này là van xả rất chi là to, siêu to khổng lồ. Chân thì cái loại này chân không gấp các bác nhé, rất chi là dày dặn. Cái này thì bao cho các bác bơm khoảng độ tầm 300 đến 350 cân nhé. Giá của con này thì là giá hơn 1 triệu, gần 2 triệu nhé. Giá của nó thời điểm hiện tại là 1.850.000, 1.800 bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Giá thì cả thì nó có thể lên xuống tùy theo từng thời điểm các bác. Bác nào mua thì lúc nào lên thì em bán lên, xuống thì em bán xuống. Đấy. Tất cả các bác mua bán hàng bên em đều được quyền kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận các bác nhé. Các bác kiểm tra hàng ok thì các bác nhận, các bác thanh toán tiền cho shipper cho em nhé. Và còn vấn đề hàng thì lỗi các bác kiểm tra thấy lỗi đâu em sẽ đổi đấy cho các bác mới 100% nhé. Đấy, đổi cho các bác miễn phí luôn nhé, không phải mất phí. Đấy, đấy là quyền lợi của các bác mua bán hàng ở bên em. Một cái video rất chi là ngắn thôi, em giới thiệu chi tiết về hai cái mẫu bơm tay. Đến đây xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Các bác xem thì hãy ủng hộ cho em một like, ấn đăng ký kênh nhé. Xin chào các bác.